Sơn. Giờ tối nay tàu sẽ khởi hành đi từ Thượng Hải đến phố Đà Sơn, tranh thủ thời gian buổi chiều còn lại, hòa thượng và đoàn sẽ đi viếng ngọa Phật tử. Và đây là khách sạn mà đoàn đang lưu ngụ. Trên đường đến ngọa Phật tự. Ngọc Phật Thiền Tự. Ngọa Phật tự hay là Ngọc Phật tự được xây dựng vào thời Thanh, niên hiệu Đồng Trị. Chùa có hai pho tượng bằng ngọc thạch do một vị sư Trung Quốc mang về từ Miến Điện. Đây là Đại Hùng Bảo Điện của Ngọc Phật Tự. Trong Ngọc Phật Tự có ba kiến trúc chính, đó là Đại Hùng Bảo Điện, Thiên Vương Điện và Ngọa Phật Đường. Đây là pho tượng Đức Bổn Sư bằng ngọc thạch, cao 1 thước 90. Thank you.
Bổn Sư nằm trong tư thế kiết tường, được tôn trí bên trong Hòa Phật Điện. Chúng ta thấy Hòa Phật tự đẹp, uy nghiêm và rất đông Phật tử tín đồ lễ bái. Nhưng đáng tiếc là chùa do cư sĩ quản lý, thế nên hòa thượng và đoàn ra về sớm. Đây là khách sạn Thượng Ngoại Quốc tế Văn hóa Giao lưu Trung tâm. Thượng và đoàn sắp rời khách sạn để ra bến tàu đi Phổ Đà Sơn. Đoàn đang đi ra bến tàu. Phòng chờ đợi bến tàu thủy đi Phổ Đà Sơn. Hòa thượng đang xuống tàu. Thank you.
đây là tạo đi Phổ Đà Sơn. Nếu rời bến thần đương trả trong đoàn đang ngồi chơi ở câu lạc bộ dưới tàu, trong khi hòa thượng ngồi trong phòng riêng. Trên tàu có những phòng hai giường với đầy đủ tiện nghi, nước nóng, máy điều hòa không khí, vân vân. Tàu sẽ cập bến Phổ Đà Sơn vào buổi sáng hôm sau. Phổ Đà Sơn là một hòn đảo nhỏ trong quần đảo Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang. Diện tích 12,5 cây số vuông, chu vi 33 cây số, độ cao 283 thước so với mặt biển. Cảnh trí tú lệ, phong quang, động sâu đá lạ, sóng bủa mênh mang, khói mây mù mịt. Quả là thắng cảnh vùng đảo phía Nam, đáng gọi là Bồng Lai tiên cảnh. Quang cảnh của Phổ Đà Sơn trước mắt chúng ta. Còn đây là bến cảng tại Phổ Đà Sơn. Bên phải chúng ta là toàn cảnh bến cảng Phổ Đà Sơn. Hòa thượng và đoàn đã rời tàu Cẩm Bình, đang trên đường đi viếng Tử Trúc Lâm Thiền Viện. Tử Trúc Lâm Thiền Viện là một tự viện đầu tiên mà hòa thượng đến viếng trên đảo Phổ Đà Sơn. Hòa thượng và đoàn đang đi vào Tử Trúc Lâm Thiền Viện. Tử Trúc Lâm Thiền Viện
đang trong thời kỳ tu sửa. Bên trong của Đại Hùng Bảo Điện, Hòa Thượng đang lễ Phật. Tiên Thông Bổ Điện, hai bên có hai câu đối rất hay. Phổ Môn Quảng Cụ Diệu Hạnh, Thừa Đại Bi Tự Tại Độ Sanh. Đại Sĩ Thân Vô Định Cước, Nhi Bát Nhã Thật Vi Kỳ Mẫu. Thế âm rất tiếc đoạn chúng tôi không được quay, chúng tôi phải đứng ở ngoài quay vào. Chỉ thấy mặt ngài mà thôi. Tự ngài Phổ Hiền, các tượng Phật quay sanh pháp được chiếu đèn. Đây là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm được tôn trí bên trong Viên Thông Bảo Điện. Tử Trúc Lâm Thiền Viện đang trong thời kỳ tu sửa. Chúng ta thấy nghệ thuật tạo hình ở đây rất là tuyệt vời. Đại Thừa Cổ Pháp, chùa đã tặng cho Phật tử Chánh Tâm Trác một Phật kỳ. Hòa Thượng và đoàn sắp rời Tử Trúc Lâm Thiền Viện để đến viếng một tự viện khác thứ hai là Phật Đảnh Sơn Tự. Phật Đảnh Sơn Tự còn có tên là Huệ Tế Thiền Tự. Chùa nằm phía hữu đảnh Bạch Quang, đỉnh cao 283 thước so với mặt biển. Tổng diện tích kiến trúc của chùa là 5.500 thước vuông. Huệ Tế Thiền Tự kiến trúc tinh xảo, có tất cả các công trình như Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Đại Bi Lâu, Địa Tạng Điện, vân vân. Huệ Tế có lịch sử từ thời nhà Minh, do Tăng Viên Huệ phát tâm dựng một am lấy tên là Huệ Tế Am. Đến thời Thanh niên hiệu Càn Long năm thứ 58, tức 1793, có vị tăng tên Năng Chức xây dựng lại Điện Viên Thông
Điện Ngọc Hoàng và Lầu Cát đổi tên Am thành Tự và thỉnh Viên Huệ làm tổ sư. Phật Đảnh Sơn. Hòa thượng và đoàn đang đi vào cổng Phật Đảnh Sơn. Nhập Tam Ma Địa. Phật Đảnh, Đảnh Phật. Đồng Đăng Bỉ Ngạn, Huệ Tế Thiền Tự. Thượng và đoàn đang bước vào sân của Đại Hùng Bảo Điện. Quang cảnh trước sân của Đại Hùng Bảo Điện. Hòa thượng đang lễ Phật. Nếu Ngũ Đại Sơn được gọi là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù, vì các tự viện nơi ấy thờ Đức Văn Thù, thì Phổ Đà Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Quan Thế Âm, vì hầu như toàn bộ tự viện nơi đây điều thờ Bồ Tát Quan Thế Âm là chính. Và truyền thuyết về Quán Thế Âm Đại Sĩ Hiển Linh gắn liền với Phổ Đà Sơn. Tượng và đoàn đã rời Huệ Tế Thiền Viện và trên đường đến Đại Thừa Thiền Viện. Đại Thừa Thiền Viện. Quang cảnh phía trước của Đại Hùng Bảo Điện. Trên đỉnh có những chữ Nam Hải Phổ Đà Sơn Đại Thừa Thiền Viện. Viên thông bổ điện. Bên trong viên thông bổ điện này được tôn trí tượng Phật Thích Ca. Thiền Viện. Nơi thăm viếng kế tiếp là Pháp Vũ Thiền Tự.
Pháp Vũ Thiền Tự. Hòa Thượng đã đến Pháp Vũ Thiền Tự. Đây là một tự viện khá quy mô trên đảo Phổ Đà Sơn. Pháp Vũ Thiền Tự có nội viện rất rộng, cảnh trí u nhã, kiến trúc tinh xảo. Cửu Long Bảo Điện. Kiến trúc chính của Pháp Vũ Thiền Tự gồm có Thiên Vương Điện, Ngọc Phật Điện, Viên Thông Điện, Cửu Long Bảo Điện, Tàng Kinh Lâu và Ngọc Quy Đình. Pháp Vũ Tự có tên đầu tiên là Hải Triều Âm, sáng lập từ thời Minh. Vua Thần Thông niên hiệu Vạn Lịch thứ 8, tức 1580 Tây Lịch. Sau đó được đổi tên là Hải Triều Tự, rồi Hải Thiền Tự. Đến đời Thanh, vua Khang Hy thứ 38 ban hiệu là Thiên Hoa Pháp Vũ, sau đổi tên là Pháp Vũ Thiền Tự. Vị khai sơn Pháp Vũ Tự là Ngài Đại Trí. Các vị trụ trì kế tiếp là Lập Sơn, Phó Văn, Khai Như. Và nơi này khi xưa Ẩn Quang Pháp Sư đến ở nơi đây hơn 30 năm. Trụ trì Pháp Vũ Thiền Tự đang tiếp Hòa Thượng trưởng đoàn và đoàn trên đường ra cổng. Nguyên quỹ của Phổ Đà Sơn bắt đầu từ một vị tăng Nhật Bản tên Huệ Ngạn. Ông đến Trung Quốc tham thiền ở Ngũ Đại Sơn, lĩnh được một tượng Quan Thế Âm bằng đồng, muốn đem về Nhật để thờ. Phạm Âm Lưu Lương. Khi về, thuyền nhổ neo từ Bến Châu đến Đông Hải Dương. Bỗng dưng sóng to gió lớn nổi dậy, thuyền không thể đi được, chỉ lùi lại dần dần đến đảo phụ cận Đông Hải Triều Âm của Phổ Đà Sơn hiện nay. Trải qua mấy ngày, sóng gió chẳng dừng. Huệ Ngạn cho là Bồ Tát Hiển Linh không muốn lìa Trung Quốc sang Nhật Bản, nên Ngài cùng nhân dân địa phương kiến tạo một tự viện nhỏ, tôn thờ tượng Quan Thế Âm, gọi là Bất Khẳng Cứ Quan Âm Viện, tức viện Quan Âm không chịu đi. Hòa Thượng lễ Phật tại chánh điện. Và đây là hang đường của Phạm Âm Động.
Đây là viện thờ Phật đầu tiên trên đảo. Từ đấy về sau, đảo này cùng Quan Thế Âm Bồ Tát kết duyên. Trải qua nhiều triều đại, vua chúa sùng thượng và ban sắc xây dựng chùa chiền. Núi này trở thành Phật Sơn. Trong núi, mỗi chùa đều thờ Đức Quan Thế Âm. Đời Tống Minh Tông, niên hiệu Gia Định thứ bảy, vua Tứ Hiệu Viên Thông Bảo Điện. Trên ngạch, chánh thức chỉ định Phổ Đà Sơn là đạo tràng của Đức Quan Thế Âm. Hòa thượng và đoàn đang tiến vào Phạm Âm Động. Phạm Âm Động nằm sát bên bãi biển. Đây là khe đá. Trong khe đá này, tương truyền rằng Bồ Tát Quan Thế Âm thường hiện thân cho những người hữu duyên. Hòa thượng và đoàn đang đến nhà nghỉ mát. Hòa thượng và đoàn đi ra xe để trở về. Từ Phổ Đà Sơn nhìn ra chung quanh và những hòn đảo phụ cận. Phổ Đà Sơn được gọi là đạo tràng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vị Bồ Tát tu và dạy pháp môn phản văn văn tự tánh, chứng nhĩ căn viên thông. Nhưng đáng tiếc là khu tham quan, chiêm bái và tìm hiểu nơi đây, hòa thượng và đoàn chỉ thấy hầu như sinh hoạt chung của các tự viện ở Phổ Đà Sơn chỉ tập trung vào phần tín ngưỡng, nên đoàn không dừng lâu được nơi nào. Và đoàn đang ngồi chờ ở tại bến tàu. Đây là gia đình ân nhân đã giúp đoàn mua vé và khéo léo ngoại giao để có phòng cho hòa thượng.
Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 93, Hòa Thượng và đoàn rời khách sạn lên đường đi Tô Châu để thăm viếng Hàn Sơn Tự và giới tràng Lục Tự. Đặc điểm của đường đi Tô Châu là hai bên lộ giới được trồng rất nhiều tùng. Tự viện mà Hòa Thượng và đoàn sẽ đến viếng nằm ở thị trấn Phong Kiều, cách phía tây thành Tô Châu khoảng 10 dặm. Hàn Sơn Tự được xây dựng vào thời Lương, niên hiệu Thiên Giám, tức năm 502 đến 519. Đầu tiên, chùa có tên là Diệu Lợi Phổ Minh Pháp Viện. Tương truyền rằng, khoảng niên hiệu Trình Quán đời Đường, Hàn Sơn Tự lưu ngụ nơi này nên chùa đổi tên lại là Hàn Sơn Tự. Thời Tống năm đầu niên hiệu Thái Bình, Hưng Quốc, Thiết Đô Sứ Tôn Thừa Hữu đã xây nơi đây một tòa tháp cao 7 tầng. Cuối thời Nguyên, tháp và chùa đều bị hủy. Đến thời Minh, niên hiệu Hồng Võ, chùa được xây dựng lại vào khoảng niên hiệu Chính Thống của Minh Anh Tông, quan tri phủ Muốn Chung lại trùng tu tiếp. Rồi đến thời Thanh, niên hiệu Hàm Phong năm thứ 10, toàn tự đều bị hủy. Đây là ngôi cổ tự trên núi cao mà đoàn không đến viếng được. Xe đang đi ngang qua thành phố Tô Châu. Đến niên hiệu Niên Thống năm thứ 2, Thông Phủ Quan Trình Đức Toàn đại trùng tu đặt tấm biển lớn khắc 4 chữ Cổ Hàn Sơn Tự. Như vậy, chúng ta đã thấy chùa đã trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, cũng có lúc chùa bị hủy đi toàn bộ. Nhưng qua các thời sau, chùa được trùng tu tôn tạo lại. Hàn Sơn Tự và đoàn đã vào nội viện Hàn Thập Điện. Bên trong thờ hai tượng của ngài Hàn Sơn và Thập Đắc.
chúng ta thấy rằng cuộc đời có bao đế chế đổi thay, nhưng những gì trân quý thuộc lĩnh vực văn hóa, văn học, di tích lịch sử, người Trung Quốc biết trân trọng, bảo quản đúng mức. Hòa Thượng đang ở phòng phát hành kinh sách của chùa Hàng Sơn. Đây là bến Phong Kiều, nơi ngày xưa Trương Kế chạy loạn thời đường qua An Lộc Sơn, đã đổ thuyền lại đây trong một đêm trăng và xuất cảnh làm thơ. Trong thơ ông có cả tiếng chuông chùa Hàng Sơn buổi khuya hôm ấy. Bài Phong Kiều Dạ Bạc. Nguyệt lạc âu đề sương mạn thiên, giang phong ngư hòa đôi sầu miên, cố tô thành ngoại Hàng Sơn tự, dạ bàn chúng thanh đào khách thuyền. Thi sĩ Tản Đà đã dịch bài thơ sang thể thơ lục bát. Trăng ta tiếng quả kêu sương, lửa trại cây bên sầu bương giấc hồ, thuyền ai đổ bên cô tô nửa đêm, nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. Đây chính là những họa phẩm, những bút tích thi văn của các thi sĩ văn nhân nhiều đời đã đề tặng đối với cảnh trí Hàn Sơn tự. Hòa Thượng và đoàn đang dùng cơm trưa tại Hàng Sơn tự. Rời Hàng Sơn tự, Hòa Thượng và đoàn đi đến giới tràng luật tự. Giới tràng luật tự. Giới tràng luật tự thành lập từ thời nhà Nguyên khoảng 1281. Chùa xưa có tên là Quy Nguyên tự. Đến thời Minh, niên hiệu Gia Tỉnh, chùa đổ nát. Từ Thái sửa lại nơi đây thành dinh thự riêng để ở, lấy tên là Tây Viên. Sao con của Từ Thái
sửa nơi đây lại thành chùa, phục hồi tên cũ lại là Quy Nguyên Tự. Đây là bên trong của Đại Hùng Bửu Điện. Những phù điêu hai bên vách của Đại Hùng Bửu Điện. Quan Âm Điện. Bên trong Quan Âm Điện, tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Là hang đường. Bên trong tồn trí 500 tượng La Hán. Giới tràng luật tự nổi danh trong và ngoài nước là ở 500 tượng La Hán này. Mỗi tượng La Hán có một thần thái riêng, kích thước cao khoảng hơn một thước, được bảo quản trong những tủ kính. Giới tràng luật tự đã bao lần bị đổ nát và bao lần được trùng tu. Niên hiệu Sùng Chính thứ 8, Hòa Thượng Mậu Lâm đến đây trụ trì. Ngài sửa tên Quy Nguyên Tự thành Giới Tràng Luật Tự, và tên này được dùng cho đến bây giờ. Coi như toàn bộ kiến trúc quy mô hùng vĩ như hiện tại là kiến trúc của cuối thời Thanh và đầu Dân Quốc. Phần lớn những công trình xây dựng trùng tu này là do chính phủ cung cấp phí khoản bảo hộ. Những kiến trúc chính của chùa hiện có như Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bửu Điện, Quan Âm Điện, La Hán Đường, Tạng Kinh Lâu, Thiền Đường, Tây Hoa Viên, vân vân. Giới tràng luật tự quả không hổ với câu người xưa đã gọi Giang Nam danh sát, tức Phật tự nổi danh ở Giang Nam. Hòa Thượng và đoàn rời giới tràng luật tự. Sau khi thăm viếng hai từ viện ở Tô Châu, Hòa Thượng ngồi nghỉ ở công viên. Trong lúc đoàn đi tham quan phố thị, đoàn đã trở về đến khách sạn và chuẩn bị đáp phi cơ về Quảng Châu. Đây là phi trường Quảng Châu. Hòa Thượng và đoàn được xe đưa về khách sạn Ngũ Dương Thành nghỉ ngơi để ngày mai đáp chuyến bay trở về Việt Nam.
Dương Thành. Đoàn ra phố thị. Và đây là buổi họp tổng kết chuyến hành hương Trung Quốc tại khách sạn Ngũ Dương Thành. Theo ý của con thì cũng như Diệp Quốc như vậy là đã. Mà hơn nữa, chuyến đi này chúng con mà được thầy đi và chứng kiến những cái này thì con chúng con rất mãn nguyện và hết sức là cái tiếng lo để mà thầy được đi thế này. Nếu mà con không có tiếng cần là con cũng thua. Một tiếng cần là con mình con quay không sợ, chạy không nổi. Nhưng mà trong thì sợ mất rồi. Thì cái chuyện này chỉ có sơ sót ở chỗ đó. Nhưng mà ngoài ra thì chuyến đi rất là thấy con cũng cảm thấy là mãn nguyện rồi đó. Không ngờ mấy cô có phát hiện gì. Con thấy đi vậy là quá tốt. Dù phương dạ phương dạ nhìn con thì cũng thấy là mình không được nhìn thấy cái chuyện mà tụi sắp đặt dù đến thăm tổ thăm chùa thầy con rất là vui. Từ hôm nay thầy con rất vui. Con có gì buồn thì vui được đi hòa thượng của trung đoàn là con rất vui là con là người được chạy theo thôi. Rồi dạ mà nói đi. Chị Tết mập thêm á. Trong chuyến đi này ngoài sự tương tự của con, từ cái việc con nghĩ đây chắc bình thường, không ngờ chuyện nó vất vả như nào mà tự thầy là người được dắt cái đoàn này là hỗ trợ. Thứ nhất là có tâm trạng thì con cũng làm hết mình cho đoàn, cũng nhờ phước của thầy mà đến ngày hôm nay. Con thấy sức khỏe của thầy đầy đủ thì con tin rằng mọi chuyện đều thành công hết, tốt đẹp hết, chứ không có cái gì sơ sót. Con thì con chỉ sợ thầy bệnh, con sẽ sức khỏe của thầy không biết con lo cho thầy chú đang bất đạo. Thầy người hỗ trợ trong người hậu cần là chị Bảy. Thầy nói thật cái đó, con nói thật, nếu không có chị Bảy lo cho thầy thì cũng tụi con thấy là lo nổi. Con nói sự thật. Con có làm được gì đâu. Con nói chứ, con nói thật là con nói có chị Bảy đi thì đỡ tụi con. Con thì cũng không có ai bệnh gì thì con mừng ra. Thì con để sướng ra mà nếu mà có chuyện gì thì về mấy cô rầy lóc. Có thể là mấy cô với mấy thầy con trốn luôn á. Khi đi thì nghĩ nó khác, mà tới thực hiện thì nó lại khác. Thì do đó nên là nó có cái lúc đúng. Thực ra từ hôm là bạn thầy nghe nhắn về đi thì thầy cứ nghĩ đi chơi thôi. Mình không trách nhiệm gì hết, ai đưa đâu mình đi đó thôi, không có nghĩ gì hết. Nên rồi trong cái công cuộc thì mình chỉ đòi thêm một hai chỗ.
nó đòi theo chứ là mình cũng không có chủ động. Rồi về thì nghe mấy phần tử nói đổi chương trình thì kia thầy cũng không được đó vì sao. Nói thì qua đây mới khởi sự mà họ mua mình ra trên đâu thầy. Thầy đó là lúc trước. Khi mà họ mua mình thì cái chương trình du lịch đó, qua sự sắp đặt thì thầy chuyển thành cái chương trình hành hương. Đúng hơn là du lịch. Bởi vì hành hương là để tới các chùa, các cái chỗ thánh tích mình thánh để vừa thăm viếng cho biết. Do đó nên rồi mình đặt nặng mấy cái chùa, mấy cái chỗ thánh tích mà được người ta tôn kính, mình được tìm tới đó để thực hiện cái tinh thần hành hương của mình. Thành ra đi đây nó được cái tốt là thực hiện theo ý mình muốn. Mình muốn đi đâu thì mình đi đó, để còn không có lệ thuộc là hướng dẫn của đoàn du lịch. Cho nên là cái thời giờ của mình có thể dành khá nhiều trong việc đi chùa, diễn các cái thánh tích. Còn một số ít thì nói đi du lịch các cái di tích của Trung Quốc thôi. Thì như vậy, đứng về mặt tinh thần Phật tử thì những người này mình thành công, là vì mình đã đạt được cái sở nguyện đi sang Trung Quốc để mình lễ bái các thánh tích và thăm viếng các ngôi chùa cổ mà các tổ sư ngày xưa đã từng sống, từng sinh hoạt, truyền hóa đạo pháp ở đó. Bây giờ mình được tới để mà chiêm bái thì cái điều đó rất là đáng nguyện. Thế nếu mình đi tới cái thời gian dài vậy, mình chỉ đi thăm các cái nơi thắng cảnh của Trung Quốc thì mình về và đi chơi không có gì hết. Cái đi này đã thành ra một tinh thần hành hương đạo lý, mà lại còn lượm lặt thêm nhiều tài liệu, nhiều cái hình ảnh quý giá để về mấy người ở nhà khi họ cũng khao khát muốn biết, được thấy, được biết. Thì cái đó, cái công của mình cũng không uổng. Cho nên bây giờ tay công không có gì hết thì nó không có cái gì hay hơn nữa là nếu mình đi theo đoàn du lịch thì chỉ có những cái cảm mà du lịch người ta đã biết. Và mày mình đi những cái chỗ mà có thể được những đoàn du lịch ít có khi chúng ta được đầy đủ. Thì đó là cái đặc điểm của cái đoàn này. Thì trong khi đó đáng mừng nhất là mười mấy người đi trong 20 mấy ngày mà không có ai bệnh hoạn đáng kể, bệnh sơ sơ thôi, không có cái đáng kể. Thế còn nếu có người bệnh đáng kể thật là khổ cho đoàn vô cùng. Lúc đó không biết làm sao, đi cũng không được mà hết cũng không xong. Đó là một cái điều mà rất là ngại. Điều thứ hai nữa là hôm đi ngủ đài sơn, leo lên chỗ cái trung đài lễ Đức Thanh Tùng, mà đi tới cái khoảng đường mà thầy thấy nó mết thì lúc đó nó hút sức mồ hôi hột lè lét, mắt nó hòa hết, nó không có còn sáng như thường. Thì thầy cũng nghĩ nếu mà có cái gì thì chắc cũng khổ cho mình tí nhưng mà là thôi ráng tỉnh tâm ngồi nghĩ hòn cả để leo lên nữa, không có gì trở ngại. Thì như vậy thấy mình cũng là cái duyên phước của mình. Cho nên những cái việc làm tuy là có những cái thầy sợ nhất là thầy kế đó là cô Diệu Đức yếu tim mà leo núi là những cái là hơi nguy hiểm mà dám liều liều đi đại. Thì thành ra nhờ cái tinh thần quyết tâm tỉnh lễ Bồ Tát mà mình vượt qua hết những cái khó khăn bệnh hoạn, đó là một cái đáng mừng. Kế nữa thì tất cả trên con đường đi thầy cũng như tâm cá chưa ai biết nó sẽ ra sao hết. Khi mình nghĩ rằng ra ngoài kia Bắc Kinh mình cũng chưa biết rồi sẽ ra sao, thầy sợ nào chưa ai biết trước. Và thấy thật là với nhân phò hộ đi tới đâu cũng có cái người lo lắng giùm cho mình,
khu trò tốt đẹp, à, khi tới thì nó ngỡ ngàng chút, nhưng khi về thì thấy có cái tình cảm dồi dào, thì thấy đó là cái đáng mừng. Cái sự tới lui của mình nguyên đó là trước cái cảnh mình chưa biết, cảnh chưa biết người mà dám xong tới rồi được ngoại dịch em đẹp hết, thì cái điều đó mình chưa có bao giờ tưởng tượng trước được. Thì rồi tới về Thượng Hải thì cũng tốt đẹp luôn. Thì như vậy đó là nếu mà nói theo cái tinh thần của tín ngưỡng thì nói là nhờ cái phước mà được nhiều người nói theo cái từ không thì bói thì nó có quá chơi còn nói theo cái từ nhà chuyên môn nhà bạn thì nhờ có phước cho nên được nhiều người giúp đỡ. Nhưng mà đều nói về cái thực tế thì nhờ cái tình cảm gia đình của tâm trác tốt cho nên rồi mình mới được giới thiệu chỗ này chỗ kia tốt, thì cái đó là cái tốt của gia đình mà mình được ảnh hưởng lây. Nó là nói trong công chuyện của mình. Rồi kế lên nữa là khi đi thì thấy rằng có những trục trặc nó nhỏ, ở đó mình không đáng kể, bởi vì mọi gì sắp đặt thì mình không có chủ động, mình nói năng cũng không có lành lẽ nữa, giống như người công là được người ta hướng dẫn, ta lo lắng cho chu đáo vậy cũng là quá tốt rồi. Những cái trục trặc là những việc nhỏ mọn thôi, không có gì khác quan tâm. Kế đến nữa là giờ về tới đây, ngày mai thì về tới nhà rồi, thì mọi người đều an tâm vui vẻ, mà nhất là phải quan niệm rõ là mình đi hành hương chứ không phải đi du lịch. Những cái gì mà mình thấy mình biết toàn là cảnh chùa, toàn là những cái hình ảnh của chư Phật chư Bồ Tát, chứ không phải những cái trò chơi vui đùa ở ngoài. Nên là quý vị thấy một lần này đi có thể mình không biết bao giờ có trở lại, nhưng mà đều mang ở trong tâm trạng mình một cái tư tưởng tốt và thấy được cái chư Phật của bên đây thờ trang nghiêm, chùa những chùa đều là tốt đẹp được uy nha, để cho tới những cái cảnh đẹp chúng bên chùa mình thấy cũng quý mến. Thì đó là những cái mình thấy biết mình được, đó là những cái điều mà quý thầy nhắc cho để cho ai nấy đều có ý thức cái chuyện đi của mình. Thành ra về nếu có ai hỏi đi du lịch sao giá sư quý cổng anh về thì quý vị cứ nói rõ đây là tôi đi hành hương, thấy được rồi đi du lịch. Đoàn đang chuẩn bị ra sân bay Quảng Châu. Đây là sân bay Quảng Châu. Qua những hình ảnh mà đoàn đã thu được, chúng ta thấy sự phát triển của Trung Quốc hiện nay và sự phục hồi những thắng tích tự viện tại Trung Quốc.
Chuyến hành hương Trung Quốc lần này, phải chăng đây là những bước chân của con cháu lặn lội trở về nguồn Tào Khê, để dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự được nối tiếp mãi mãi sau này trên dãy núi của Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Và đây là lời nhận xét của Hòa Thượng Viện Trưởng sau chuyến đi hành hương Trung Quốc về. Hòa Thượng Viện Trưởng nói: bây giờ về phần nhận xét của chúng tôi sau khi đi hành hương Trung Quốc, thì tôi có nhận xét thế này. Nhận xét đầu tiên của tôi thì tôi hồi xưa đến giờ thường hay nghĩ rằng mình làm cái gì thì phải biết được tường tận cái nguồn gốc cái việc làm, hay là cái gì mình theo thì cũng phải biết tường tận cái nguồn gốc từ đâu thế nào để mình biết cho rõ, chứ còn không có thể mà nghe người ta nói là nói theo như vậy là tôi cũng thích. Cho nên khi mà tu á, đầu tiên là tôi đọc trong các kinh chữ Hán, thấy như là Ngài Huyền Trang là Tam Tạng Pháp Sư, Ngài Cư Ma La Thập cũng Tam Tạng Pháp Sư vân vân, mà mình chưa biết ba tạng là cái gì. Thành ra tôi khao khát làm sao mình có được ba tạng mình đọc một lần. Thì chính cái khao khát đó mà trước năm 70, tức là 60 mấy đó, thì có một Phật tử thỉnh ba tạng cúng cho chúng tôi. Nhờ lúc còn bệnh thì chúng tôi ráng đọc, đọc được tuy không có hết những phần chi tiết, nhưng mà những cái phần căn bản chúng tôi đã đọc được. Thì như vậy là mãn nguyện thứ nhất. Rồi cái thứ hai là chúng tôi nghĩ Đức Phật sinh ở Ấn Độ, mà mình không biết xứ Ấn Độ thế nào, nghe diễn tả thế này thế kia, mình cũng tưởng tượng thôi chứ không biết. Nhất là nghe nói Ngài tu khổ hạnh 6 năm ở núi tuyết rồi nữa, mình cũng tưởng tượng Phật ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn Ngài tu. Nhưng mà tôi muốn làm sao có cơ hội để mình biết tận nơi chứ có ra sao. Thì coi duyên là được đi Ấn Độ. Đi Ấn Độ thì khi qua là đi chiêm bái mấy cái thánh tích, rồi mới biết rằng Phật không có ở núi tuyết. Nghĩa là cái xứ Ca Tỳ La Vệ của Ngài thì gần chân núi tuyết, nhưng mà khi Ngài đi xuất gia đi tu đó thì trở về miền Trung Ấn. Ngài ở cây Bồ Đề, nó thuộc về Trung Ấn chứ không phải là Bắc Ấn. Thì như vậy mình thấy nói 6 năm khổ hạnh trên núi tuyết là mình nói trật. Đó là những cái mà chúng tôi đi tới tận nơi biết rõ. Rồi tôi lại nghĩ trong cái thời của chúng ta, nghe nói Phật giáo Nguyên Thủy thì phát triển mạnh ở Tích Lan, thì chúng tôi cũng có cơ hội qua tận Tích Lan
để học, để nghiên cứu cho biết. Rồi chúng tôi cũng nghe nói Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh ở bên Nhật Bản, thì chúng tôi cũng có cái duyên đi qua Nhật Bản để thấy tận nơi cho biết. Rồi chỉ có mấy năm này nghĩ rằng Trung Quốc là cái nơi mà chư tổ đã sinh ở đó và hoằng pháp ở đó mà mình không có cơ hội biết. Nhưng gặp cái hoàn cảnh chiến tranh mình nghĩ chắc không bao giờ mình đi tới đó được, hoặc tới đó chắc cũng không thấy cái gì, nên rồi cũng không có cái ý nghĩ rằng mình sẽ đi tới đó. Xong bỗng dưng năm nay rồi có cái hứng mà quý vị rủ đi rồi đi, thì như vậy tới tận nơi rồi chúng tôi cũng thấy tường tận được những cái di tích để chúng tôi biết được phần nào các vị tổ sinh hoạt ở đâu trong cái nước Trung Hoa. Thì như vậy đối với phần cá nhân của chúng tôi thì đó là gọi là cái sở duyên hay là cái túc duyên lớn khiến là chúng tôi được đạt được cái sở nguyện của mình. Và bây giờ đứng về mặt phát triển kinh tế ở Trung Hoa thì tôi không có nói được tiếng Hoa, cho nên đi chỉ thấy chữ thì đọc được mà nói không ra lời. Cho nên tức cười có một ông khi mà lên trên chỗ dẫn Lý Trường Thành đó mua vé, thì cái ông hướng dẫn ông ở chỗ khách sạn, ông cũng thương mình nghèo, ông hướng dẫn lên, ông tính mua vé lậu. Mua vé bằng lậu bằng cách là nói mình người Trung Hoa. Ông lại ông nói người Quảng Châu, mấy người Quảng Châu ông mua vé để cho nó rẻ. Ông mua vé xong rồi ra cái rừng bước vô cửa, cái người gác cửa họ thấy mình ăn mặc không giống người Quảng Châu. Cái họ không cho vô. Hướng vô thì ông đó ông cứ cái nó người Quảng Châu, thì đưa chú Cường đồ này kia ra nói thì Quảng Châu thiệt. Mà tới hỏi tôi câu trả lời không được, cái nó đuổi trở lại bắt người vé ngoại quốc. Thành ra ăn gian không được. Nên là mình đi ra ngoài thì đối với Trung Hoa thì mình học chữ Hán, mình biết được những cái từ ngữ ở Trung Hoa, nhưng mà nói không được. Do đó nên rồi coi như là mình không có nói năng gì được, chỉ khi thấy chữ thì viết thôi. Nhưng mà với cái mắt thấy, tôi đi tôi hay nói một câu thế này, thấy người ngồi trên xe thì họ cũng hơi khó chịu chút. Tôi nói mình đi du lịch, bước lên xe là tốn tiền, mà nếu người nào ngủ gật trên xe đó là người đó thiệt thòi, lỗ. Mà sao xe chạy đường dài thế nào mà quẹo khó ngủ. Cho nên cái đó lỗ nhiều lắm. Còn tôi thì suốt đường bao nhiêu cây số cũng mở mắt để nhìn để thấy. Cho nên là cái gì tới đâu hỏi thì tôi biết tôi nói, còn mấy người kia không biết gì hết. Thì khi mà đi tôi thấy đứng về tình mặt mà nhìn thì thấy cái phát triển kinh tế của Trung Quốc là một cái gương tốt để mà mình bắt chước. Đứng về mặt du lịch như nãy giờ tôi nói, quý vị thấy bao nhiêu cái thắng cảnh ở Trung Quốc người ta đều sửa sang lại hết. Ví dụ như Phổ Đà Sơn đâu phải tự nó tốt như vậy, mà theo tôi đọc trong mấy cái tài liệu họ cho đó, thì nhờ những cái công ty du lịch nè, công ty hàng hải nè, với công ty gì đó, 3-4 công ty họ hùng vô để họ sửa đường xá. Mà khi sửa đường xá rồi thì tàu bè thôi đi tấp nập. Nó là mỗi một ngày chiếc tàu mà chúng tôi đi chở trên 500 người, mà bữa nay chưa tới thì mai trở về. Bên cạnh nó có một chiếc lớn như vậy nữa, nhưng là chiếc này đi thì chiếc kia tới, rồi còn bao nhiêu chiếc nhỏ nữa mà mua vé không, nghe trẻ là mua không có vé,
hãy dành nhau mà mua. Thì quý vị tưởng tượng một ngày thâu bao nhiêu tiền. Thì ở tại tại Phổ Đà Sơn mà sở dĩ mà nói là chỗ Quan Âm Bồ Tát là cái kế, cái cung mà cái động mà gọi là bất khẳng khí đó, cho nên nói Bồ Tát ở đó. Rồi như vậy rồi người ta tô điểm thêm, rồi thành ra mình nói rằng đó là chỗ đất mà Bồ Tát Quan Thế Âm thường có mặt ở đó. Thì như vậy đâu có thường bằng cái động hương tích của mình. Động hương tích của mình, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân ở đó, tu hành ở đó. Bây giờ mình không có chịu lại, rồi lại Phổ Đà Sơn. Đó là những cái chuyện mà tôi thấy nó cũng hơi ức. Mình tại sao có mà mình không biết tôn trọng. Còn là sao chỉ một sự tích nhỏ cho mà người ta tô điểm cái quan trọng. Thì đó là tôi nói cái cảnh du lịch. Thì cái cảnh du lịch này không phải chỉ những cái thắng cảnh thôi. Những cái thắng cảnh là đều tu bổ lại đúng nguyên trạng hồi xưa, là làm đúng như nguyên trạng hồi xưa. Hồi xưa như thế nào giờ làm đúng như vậy, chứ không có làm khác. Thành ra mình nhìn thấy cái lối cổ kính rất là rõ ràng, nhưng mà sự thật sao không có sửa. Chùa cũng vậy, nó sửa theo nguyên trạng. Rồi mình ở đây thì nó không được cái đó. Thành ra đó là cái khuyết điểm của mình. Rồi thêm một cái nữa là chùa chiền. Chùa chiền thì mới bắt đầu cho trùng tu lại khoảng năm 82, 83 tới bây giờ, mà làm tích cực. Làm chỗ nào làm xong thì cho mở cửa cho Phật tử các nơi tới hành hương du lịch. Thì như vậy thì mỗi cái chùa không phải là chỉ Phật tử mình đóng góp, mà đều là nhà nước ra tiền để sửa sang lại. Ưa toàn là những thợ giỏi, điêu khắc tài tới đó mà làm y lại như cái xưa. Cho nên rồi mình tới mình thấy giống hệt như thợ xưa, không phải là chùa mới làm. Đó là cái mà tôi thấy rất là hay. Như vậy thì cái nguồn lợi du lịch của Trung Hoa thì mình không thể tính hết nổi. Nghĩa là tàu, xe, máy bay gì, mua vé rất là khó khăn, vì người ta đi đông quá đông lên. Rồi tới cái thứ hai là đường xá. Thì thấy trên đường xá thì mình bắt đầu tới Quảng Châu thì mấy cái chỗ ngã tư đã có những cái đường, ở bản gọi là đường cao giá hoặc là đường siêu tốc, nó lên ở trên. Rồi đường đi ngã tư có đường đi trên như cái cầu ở trên, rồi cái đường mình đi chung dưới, thành nó bớt kẹt xe. Mà rất nhiều chỗ có những đường như vậy. Thì đối với Việt Nam mình hơn đó nhiều. Còn ra Bắc Kinh lại thôi thì cái đó là càng to hơn nữa. Đường hầm có, đường đi trên có, đường đi bằng có. Vậy mà tới giờ mà nghỉ hoặc là đi làm thì kẹt xe, đèn đỏ, đèn xanh mà kẹt cả cây số. Nó vô đó thì mình thấy ngộp. Anh nó đi với bãi mà về thấy đường mình thưa thớt, xe cộ chưa ra gì. Còn ngồi trên máy bay nhìn xuống thì thấy nhà ở trong kinh đô Bắc Kinh thì mình thấy như là những cái cây ấy, cái cao nhất ấy. Mà ở lãnh có cái đặc biệt là ta không cho làm khít. Cái nhà này cách cái nhà kia có một khoảng vườn rồi mới qua tới cái nhà khác, mà làm cao mấy chục tầng không. Rồi tới những khách sạn mà mình gọi là lựa những cái trung trung ở mà cũng 15, 17 tầng. Thì như vậy theo mình thấy đường xá tốt, rồi nhà cửa nó rất là sang trọng, điện nước người ta có luôn luôn. Bởi vì nhà cao tầng mà nếu đi toàn bằng thang máy không mà ngưng điện là chết. Cho nên không có chuyện cúp điện, luôn luôn là có điện để mà sử dụng thang máy. Mình ở trong phòng nào cũng có cái điện thoại. Anh ơi, phòng này muốn nói chuyện phòng kia nó ở chỗ khác tầng thì cứ kêu điện thoại nói chuyện với nhau, chứ mất công đi lên đi xuống thang máy. Đó là nói về đường xá. Rồi kế đây nữa nói về cái nhà máy, thì đi ra ngoài một chút
ngoài kinh đô thì thấy nhà máy đều cũng khói lình mịch mù, nghĩa là công tác họ làm rần, không phải tại Bắc Kinh thôi mà tỉnh nào cũng vậy hết, tỉnh nào cũng nhà máy. Mà ở bển mình thấy những cái công ty lớn này thường thường để trung ngoại hợp danh hay là đầu tư, trung là Trung Quốc, ngoại là ngoại quốc hợp tác làm. Bởi vậy nên rồi xe, những cái loại xe tốt đời mới bây giờ là từ Trung Quốc ta làm ra bán cho dân, là nó mua xe mới mà không tốn ngoại tệ, chỉ lấy tiền đó mua, nên họ làm ăn thấy rất là phát đạt. Nên ở bên mình qua bển thì thấy xe đời mới không đầy đường. Đó là những cái tôi thấy. Rồi kế đó nữa là mình lâu nay thì cứ nói Trung Quốc cái đất hẹp, nhưng mà khi ngồi xe hơi đi từ Bắc Kinh mà xuống Hà Bắc đó, thấy cánh đồng mênh mông, mà nhìn gốc rạ thì chưa có mục mà mốc nó đã lên tới cỡ này rồi, xanh đen mút mắt. Thì ở bản nhà nó có từng khu riêng chứ nó không có ở như mình mà chỗ này cái chỗ kia cái. Thành ra ngoài những khu nhà ra toàn là cánh đồng, có thể họ đi làm đồng áng có mười mấy cây số là vậy đó, cánh đồng mênh mông. Thì thấy rõ ràng là dân chúng, tôi đi tôi coi đồng hồ 7 giờ tối mà thấy họ cũng còn làm ở ngoài. Có cái vui là thấy nhiều khi người chồng, người vợ làm, có đứa con đứng chơi trên bờ, bị ở Bắc Kinh lúc này mới đầu mùa mưa thôi, thành ra đứa suối rồi còn cạn còn khô. Thì như vậy thì thấy rằng cái anh nông người ta cũng rất là cần cù chứ không có thường. Đó là những cái mà tôi thấy. Thì đứng về mặt kinh tế thì mình thấy như vậy thì tự nhiên cái phát triển người ta đáng kể. Bây giờ nói về trùng tu chùa chiền tháp miếu lại, thì như hồi nãy tôi nói cũng trùng tu lại cái vạn lý trường thành, không phải mục đích ngăn giặc như hồi xưa mà là mục đích du lịch. Cũng vậy, chùa chiền đình miếu trùng tu lại không phải là để người ta sửa chùa để mà truyền bá Phật pháp, mà là phục vụ du lịch. Thành ra tất cả đều cho du lịch hết. Do đó cho nên đi qua rồi thì mình thấy ở Việt Nam mình về hình thức chùa chiền thì thiệt ra không có gì để so sánh. Nhưng mà mình có cái ưu hơn là mình có được người tu. Người tu thì người tu đó dù sao cũng có được, có học, có tu, thì cái đó là cái ưu. Chứ còn nếu mà so sánh hình thức chùa chiền thì mình không ra gì hết, không thấm vào đâu. Thì như vậy, nghĩa là đối với cái hình thức chùa chiền thì mình thua, nhưng mà đối với cái phần tinh thần tu hành thì có thể mình không thua. Tôi nói không thua thôi. Sở dĩ tôi dám nói vậy là khi tôi tới Vân Kỳ là một, tới chùa Vân Môn gặp Hòa Thượng trụ trì hai chùa đó, thì Ngài nói Ngài tu thiền bằng cách ngồi rồi niệm Phật đó, thì tôi đã thấy được. Rồi sau khi qua bên Ngũ Đại Sơn tứ chuyện một ít Hòa Thượng, có Hòa Thượng nó tu hồi 7 tuổi đến giờ là 80 tuổi, hỏi Hòa Thượng tu thế nào, thì Ngài nói hồi xưa Ngài chỉ là người giữ cửa chùa thôi, những người từ từ không có người đưa lên làm trụ trì, cái Ngài cũng không biết gì, cứ tụng kinh niệm Phật vậy thôi. Mà hầu hết cái người tu ở miền Bắc của Trung Hoa chịu ảnh hưởng mật tông nhiều, bởi vì thiền tông, tịnh độ tông không có người hướng dẫn, mà mật tông thì ở gần Tây Tạng, thì Tây Tạng ta còn Nhị Đạt Lai Lạt Ma rồi đó, ta hướng dẫn, thành ra rồi quý vị hướng về Tây Tạng nhiều, tu theo mật tông nhiều. Đó là cái mà chúng tôi thấy hơi buồn,
khi ở Ngũ Đài Sơn chúng tôi biết được, tôi có hỏi hòa thượng ở đó, nói hòa thượng ở đây lâu thì hòa thượng có biết có một vị thầy nào tu hành ở đây hiện giờ có được đạo lực hay là có được những cái tiến bộ nào trong cái đường lối tu hành mà thượng giới thiệu dùm, thì ông lắc đầu, ông nói không có. Như vậy mà là tôi cũng nản lòng, muốn qua Thiếu Lâm thấy chắc cũng vậy thôi, nên là tôi rút lui, vì ở đó là thánh địa mà không có người nào được, thành ra mình thấy nó không còn thánh địa nữa. Như vậy thì chính sau khi đi tham quan chiêm bái rồi thì tôi thấy ở Việt Nam mình Phật giáo cần phải làm sao phát triển hơn nữa, mà phát triển hơn nữa là phát triển tu hành. Chỉ có chúng ta tu hành được thì mới là theo được, bì được với các nước Phật giáo khác, chứ còn chúng ta đua các chùa thì không bao giờ chúng ta bì nổi. Có nhiều phương tiện, đối nhà nước thì cũng rộng rãi, đối tín đồ thì rất là thương, giúp đỡ đầy đủ, mà không chịu tu thì thôi không biết nói gì. Ở Việt Nam là dễ tu nhất, có đủ điều kiện để tu, do đó nên rồi đi đây đi kia trở về thấy Việt Nam mình tu cái tu đó, chứ không phải ưu là hơn ta chùa chiền, hơn ta cái này cái nọ.